6 giờ sáng hai mẹ con đi chợ quê. Lâu ngày đi về quê, không khí thật là trong lành. Ủa trời, thẳng hay quẹo vậy? Đây. Cũng không quê lắm, ở thành phố đó mà vô trong mấy con hẻm rất là thích. Giờ ướt rồi nè. Mua 2 tí, mua một tảng đó, ai biết nó cần nhiều, với lại 2 giả. Có không mà giả trong cái tô mà đổ qua. Là lột tỏi. Rau lá khác. Giả tỏi. Củ hành. Đó. Không có cho nước màu nữa cả nhà, một tí nữa mình cho nước dừa nó sẽ tự, chứ bây giờ mình cho nước màu là một lát nó qua màu đen luôn. Ngon quá, thật ngon quá, tại đâu thịnh quá. Kẹo xuống là mới chế nước mắm vô thơm lên rồi mới bắt đầu. Tự động nó đỏ nè, thấy không? Không có miếng nước màu nữa. Giờ nước mắm vô. Tôi để cho nó cạn xíu nữa. Tôi cho thịnh đó. Mềm. Qua đây. Cái nồi này nó cũng nóng nha, nóng dữ luôn. Mình ăn mình vừa đủ rồi, mình có thể gấp có công đoạn thứ hai nè. Mình ăn thịt mỡ thịt lạc đây rồi, bắt đầu tiếp tục nữa nè, để lên bếp rồi bắt đầu chế nước dừa bỏ ào cho, để mẹ múc nước qua rồi mẹ cho trứng vô rồi bắt rồi đừng. Yeah.
ngày năm về đó, ngày năm về hết được 3 triệu. Đây là nước dừa đó, rồi đó.